Câu chuyện chỗ này là cái chỗ mà rất nhiều bạn dễ bị sai các bạn. Trong một thí nghiệm quang học của tảo xanh, oxygen sinh ra từ quá trình này thu pháp đẩy nước nhìn bên. Thể tích oxygen thu được là 60 mu thì khối lượng tinh bột là bao nhiêu? Áp suất hơi nước là 27 độ C là tương đương với một phe R này. Thế thì các bạn chú ý này, mình làm được cái này này thì mình phải nhớ được cái công thức này này. Phương trình trạng thái thái khí lý tưởng, phóng viên, nghiện, rượu, thịt đấy, dạy cả hóa dạy cả lý luôn giúp chúng ta học thuộc công thức nhá. Đây là phương trình trạng thái khí lý tưởng, phóng viên, nghiện, rượu, thịt. Tiếp tục này. Thế vậy bây giờ đề bài hỏi này, đề bài cho mình là thể tích là theo ml mình phải đổi về lít, vậy là V bằng 0,06 lít. Vậy ta sẽ có là N bằng PV chia RT đúng không? V bằng PD bằng 0,035, V bằng 60 ml thì bằng 0,06 lít. Chia R lấy 0,082 như đề bài cho nhá. T 27 độ C thì 27 cộng 273. Từ đó tìm được N. 7 phần thôi để phân số, 7 phần 82000 một cháu nhá. À, khối lượng tinh bột là bao nhiêu? Thế thì chỗ này ta có là có phải là CO2 cộng với lại H2O thì tạo thành C6H10O5 cộng O2 không? Đúng ạ, nên cân bằng rồi thì đây là 6. Đúng không? Đây là 5. Đúng chưa? Thế thì đây sẽ là 6. Vậy O2 chúng ta là 7. Đề bài nói là O2 sinh ra đúng không? 7 phần 82000 thì suy ngược ra được. Đề bài chúng ta là khối lượng tinh bột. Thì chia cho 6 đúng không? 7 phần 82000 chia 6 có hiệu suất không? Không hiệu suất. Nhà. Xong rồi. Vậy M tinh bột 0,0023 gam. Ui sao nhỏ thế nhỉ? Quá nhỏ. Và sẽ gần bằng 2,3 mg. Được chưa? Đấy. Từ từ. Và bạn nào làm ra cái con số này là bạn ấy đã bị lừa. Bạn nào làm ra con số này bạn ấy đã bị lừa. Bởi vì các bạn bị lừa đâu các bạn nhìn này. Ở đây đề bài chỉ cho là áp suất hơi nước ở 27 độ Kelvin là 0,0355 atm. Đây là áp suất của hơi nước chứ không phải là áp suất của oxygen. Oxygen tạo thành trong này cơ mà. Vậy thì ở đây không phải áp suất của oxygen là 0,035 mà áp suất của oxygen chỗ này nó phải là 1 trừ. Bởi vì áp suất bình thường là 1 mà. Đấy các bạn chú ý nhá, 1 trừ 0,035. Đấy. Câu chuyện chỗ này là cái chỗ mà rất nhiều bạn dễ bị sai các bạn. Được chưa? Vậy suy ra này là 192 chia 6. Chia 6 193. 193 chia 6. Ok chưa? Xong bây giờ nhân 162 nhá. Bằng này 0,0635.